Xin chào các anh các chị, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm một cái giá để treo những cái chậu ốp tường này lên. Bởi vì là cái vườn của mình ấy, cái tường làm bằng đá nên mình không thể khoan trực tiếp để treo những cái chậu này được. Thì bây giờ mình sẽ đánh dấu cái chỗ mà để treo này này. Mình sử dụng đinh để đánh dấu nhé cả nhà nhé. Mình sẽ đánh dấu vào những cái lỗ của những cái chậu này để lát nữa mình đóng đinh thì nó sẽ được đều và không bị lệch. Đấy, cái giải pháp này thì sử dụng cho những ngôi cái khu vườn nhỏ ấy, rất là tiết kiệm không gian. Mình sẽ trồng thêm rau vào những cái chậu như thế này. Bây giờ mình sẽ đóng đinh vào những cái chỗ mà mình đã đánh dấu đây nhé. Đây, đóng đinh vào sau đó là lát nữa mình sẽ làm thành khung và treo chậu vào như vậy là được cả nhà. Bây giờ mình sẽ treo thử một cái chậu vào cho cả nhà xem. Đấy. Mình sẽ đóng nghiêng cái đinh lên một chút để cho nó giữ cái chậu nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục đóng những cái đinh tiếp theo vào hết những cái thanh ngang này. Bây giờ mình sẽ ghép vào hai cái thanh trụ nhé. Mình làm hai tầng cả nhà, thì là hai cái tầng đóng đinh để treo chỗ ốp tường, còn hai cái cây dọc để mình làm trụ. Mình sẽ gắn vào hai cây trụ đấy, sau đó là lát nữa mình sẽ dựng cho dựa vào trong cái tường đá của mình. Bây giờ mình sẽ đóng cố định vào trong hai thanh trụ đấy.
Như vậy là mình đã làm xong cái dàn, cái giá để treo cái chậu tường của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ treo thử những cái chậu này vào trong cái giá cho mọi người cùng xem nhé. Đây, mình sẽ lắp vào những cái đinh mà lúc nãy mình đóng đấy. Đấy, mình cứ lắp vào như thế thôi. Sau đó là mình lát nữa mình sẽ mang ra vườn mà mình dựng dựa vào trong cái tường của mình. Đấy, bây giờ mình sẽ mang ra ngoài vườn, sau đó là treo nốt cái chỗ chậu vào trong cái giá này. Đây, mình sẽ để nó dựa đây. Đấy, cả nhà nhìn thấy cái tường của mình là cái tường đá như thế này, nên là mình không thể treo trực tiếp vào trong, khoan trực tiếp vào trong cái tường đá của mình được. Vậy nên là mình phải làm một cái giá như thế này để treo những cái chậu của mình lên. Thì không gian của nhà các bạn có cái tường phẳng thì mình có thể khoan trực tiếp lên cái tường của nhà mình để tiết kiệm được thêm không gian trồng, cũng tăng được số lượng rau trồng vườn của mình lên, đa dạng phong phú nhiều loại rau hơn. Đấy, bây giờ mình vừa mới lắp xong rồi. Đây là cái dàn chậu của mình. Như vậy mình sẽ có thêm được 10 chậu rau nữa. Đây, bên này là cái dàn mà hôm trước mình đã làm trước rồi đây. Đây, mình đang trồng rau cải làn ở trong này. Mỗi chậu thì mình trồng 2 cây. Bây giờ rau cũng đang hồi lại rồi. Thì video của mình xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào cả nhà.